Hello anh em, MeGame tôi đã quay trở lại rồi đây. Ở đây chắc hẳn anh em chơi Blox Fruits rất nhiều đúng không? Thế anh em có biết rằng trong Blox Fruits không chỉ có 35 trái ác quỷ không? Hay việc trái lớp trước đây không phải là trái Legendary, cũng như hàng loạt các thông tin vô dụng khác xung quanh những trái ác quỷ xuất hiện trong game? Bằng tất cả các phương pháp nghiệp vụ, tôi đã dò hỏi 7749 các cô, các bác, nhà hàng xóm và tổng hợp được 60 sự thật vô dụng về các trái ác quỷ trong game. Vì là vô dụng nên chắc chắn khi xem video này sẽ chẳng giúp ích cho anh em bất cứ điều gì khi chơi game đâu, nên trên tinh thần là xem cho vui anh em nhá, không vui thì đợi khi nào vui rồi xem cũng được. Trước khi bước vào nội dung chính thì MeGame tôi có một lời thỉnh cầu, như thường lệ hãy ấn vào cái nút đăng ký màu đỏ phía dưới giúp tôi lên được 2 triệu sub thì tôi sẽ có nguyên một video hàng ngàn sự thật vô dụng về MeGame luôn. Lợi ích về việc xem những video vô dụng là giúp anh em nhận ra bản thân mình vẫn hữu dụng, thế nên ngần ngại gì mà không cho tôi xin một nút đăng ký nhỉ. Ấn xong rồi thì đến luôn với nội dung ngày hôm nay nào. Ở thời điểm tôi làm video này, Blox Fruits có tổng cộng 35 trái ác quỷ, bao gồm 7 trái Common, 7 trái Uncommon, 4 trái Rare, 9 trái Legendary và 8 trái Mythical. Trong 35 trái ác quỷ trên còn chia thành 3 dạng chính là Natural, Elemental và Beast. Natural có 20 trái, Elemental có 10 trái và Beast có 5 trái. Nếu so sánh với bộ truyện One Piece thì Natural tương đương với trái Paramecia, Elemental tương đương với trái Logia và Beast tương đương với trái Zoan. Ngoài 35 trái ác quỷ trên thì Blox Fruits còn một trái ác quỷ siêu hiếm khác mà chỉ admin của game mới có, đó chính là trái Mim. Ngoài hiếm ra thì trái này phế vãi cả trưởng, công dụng duy nhất của nó là gọi ra mấy cái cọc vô tri thế này đây. Có 3 trái ác quỷ được thay đổi tên gọi là trái Portal, Spider và Spirit. Trước đây chúng là lượt là Door, Strings và Soul. Cũng tại thời điểm tôi làm video này thì có 12 trái ác quỷ sở hữu trạng thái thức tỉnh. Trái Smoke và trái Blizzard là 2 trái Elemental duy nhất không có trạng thái thức tỉnh. Ai chơi Blox Fruits cũng biết trái ác quỷ rẻ nhất trong game là trái Kalo, với giá 5.000 Belly hay mua vĩnh viễn thì 50 Robux. Còn trái mắc nhất là Leopard, với giá 5 triệu Belly còn sở hữu vĩnh viễn thì 3.000 Robux. Để sở hữu toàn bộ trái ác quỷ trong game thì anh em sẽ tốn 48.282.500 Belly. Còn muốn sở hữu chúng vĩnh viễn thì anh em sẽ phải chi một khoản cực khủng, lên tới 49.255 Robux. Nếu quy đổi ra tiền Việt theo mệnh giá đổi của Roblox thì nó sẽ khoảng 12 triệu. Đó là một con số cao nhưng so với nhiều tựa game khác thì vẫn còn rẻ chán đúng không anh em? Nhiều con boss ở vùng biển 1 và 2 vẫn còn sử dụng chiêu thức của những trái ác quỷ cũ. Chỉ có duy nhất Don Juan là sử dụng phiên bản trái Spider mới có đã được cập nhật mà thôi. Nhiều người tin rằng trái Kilo đang là trái củi bắp nhất game, và sự thật thì nó đúng là như thế. Sau khi cố gắng tìm ra lý do để giúp trái Kilo được đánh giá cao hơn, thì tôi lại phát hiện thêm một cái cơ chế khiến cho trái ác quỷ này đã tệ này càng tệ hơn. Độ cao của người sử dụng trái Kilo so với mặt đất không ảnh hưởng đến sát thương của trái Kilo, tức là dù bay càng cao và dùng chiêu để rớt xuống đất thì sát thương của trái Kilo gây ra vẫn bằng với lúc người dùng đứng trên mặt đất. Chiêu thức Self-Destruct của trái bom nếu được sạc đủ thì nó là chiêu thức có khả năng đẩy lùi mạnh nhất game ở thời điểm hiện tại. Cơ mà sau cùng thì trái bom cũng vô cùng lỏ, dùng để troll thì được chứ đem đi đánh đấm thì không nên. Trái Spike chỉnh sửa dường như được lấy cảm hứng từ nhân vật Sonic khi cái tư thế và bộ chiêu thức của trái Spike nhìn rất giống với nhím Sonic. Ngoài ra, trái Spike còn được nhiều người gọi là phiên bản rẻ tiền của trái Duff vì nó sở hữu bộ kỹ năng có phần tương đồng với Duff nhưng hiệu quả đem lại thì tệ vô cùng. Trái Lò Xo có một cơ chế khá xịn đến từ chiêu F, nếu anh em giữ chiêu này và bay vào tường thì ngay lập tức anh em sẽ được bật ra một đoạn nữa. Thể hiện đúng đặc tính của trái Lò Xo, anh em hoàn toàn có thể sử dụng chiếc lò này để di chuyển được khoảng cách xa hơn so với bật nhảy thông thường nhé. Chiêu Spinning Bomber của trái Spin có thể tự động ngắm vào đối thủ nếu nó phát hiện ra kẻ địch ở gần đó, nên anh em có thể dùng trick này để lùa quái cũng khá là ok đấy. Ở trạng thái biến hình của trái Falcon, anh em có thể nhảy cao hơn bình thường một xíu. Ngoài ra, nó cũng tăng cho người sử dụng một chút khả năng phòng ngự. Cơ chế này có thể khá hữu dụng với anh em newbie trong một vài trường hợp. Kỹ năng Ice Skating của trái Ice được dựa trên chiêu thức trong con game Rogue Lineage Jelly Dust. Chiêu Z, Dimensional Slash của trái Dark sau khi thức tỉnh được lấy cảm hứng từ chiêu cùng tên trong bộ anime đình đám Black Clover. Trái Revive đang là trái ác quỷ duy nhất có thể giúp cho người sử dụng hồi sinh. Trái ác quỷ này còn có một cơ chế khá thú vị khi anh em có thể di chuyển được cơ thể của mình bằng các nút di chuyển ngay cả khi đang xuất hồn. Cơ mà hãy xét sức cẩn thận vì các cơ thể của anh em vẫn có thể bị ăn đòn từ một vài chiêu thức nha, nên đừng xuất hồn quá lâu nếu không muốn chết một cách tức tưởi và khó hiểu. Chiêu Solar Flare của trái Diamond có thể được dựa trên tuyệt kỹ của Krillin trong Dragon Ball. Trái kim cương từng được gọi là trái Buddha phiên bản rẻ tiền vì trái kim cương cho người dùng khả năng phòng thủ kém hơn so với trái Buddha. Ngoài ra thì chiêu Z của trái Diamond có hoạt ảnh khá giống với chiêu C của trái Buddha sau khi thức tỉnh nhưng nhanh hơn. Trái lửa, trái băng và trái chấn động là 3 trái ác quỷ đầu tiên có trạng thái thức tỉnh trong game. Chiêu Z của trái Flame ở trạng thái thức tỉnh đã được làm lại đến tận 2 lần. Giờ đây thì nó trưởng ra ngọn lửa màu xanh thay vì màu đỏ như nhiều chiêu thức khác. Người sử dụng trái Sen sẽ bị nhận sát thương gấp đôi so với những trái ác quỷ khác khi ở dưới nước, nên anh em nào dùng Sen thì hạn chế đi tắm biển nha.
Trái Light là trái sở hữu khả năng bay nhanh nhất trong game nếu anh em còn đang đầy cây máu. Trong một vài bản cập nhật đầu tiên, Light Blade được xem là một phần phẩm riêng biệt thay vì là một phần của trái Light. Trái Rubber trước đây có giá 100.000 belly, nhưng giờ đây giá của nó là 750.000 belly. Lý do là vì sau khi được làm lại, trái Rubber có thêm khả năng biến hình nên giá thành của nó mới lên cao như thế. Trái Rubber đã từng có chiêu thức mang tên Gum Rocket, nhưng sau này đã bị đổi thành Second Transformation. Cũng giống như ngoài đời, trái Rubber trong Bloxfruits hoàn toàn miễn nhiễm với điện, nên đây là một con bài khá tốt để khắc chế trái Rumble đấy nhá. Cơ mà trái Rubber lại không miễn nhiễm với võ điện đâu, nên đừng ảo tưởng quá nha. Trái Barrier là một trái bị đánh giá thấp trong game, nhưng thành thực mà nói thì dùng trái Barrier để troll game lại vô cùng thú vị. Trái lá chắn có thể bắt nhốt đối thủ bằng chiêu Barrier Prison. Trong lúc bị nhốt, anh em có thể di chuyển họ trong quãng thời gian đó. Khi còn tên là String, thì chiêu C của trái ác quỷ này là chiêu thức có tầm hoạt động lớn nhất trong tất cả các trái ác quỷ. Còn bây giờ thì tôi vẫn chưa có cơ hội để kiểm chứng độ dài của tơ nhện do chiêu thức này phóng ra, nên anh em nào có trái Spider thì bình luận phía dưới giúp tôi nha. Chiêu V của trái Rumble ở trạng thái thức tỉnh có tầm gây sát thương to hơn lúc chưa thức tỉnh, tuy nhiên tốc độ ra đòn của nó lại chậm hơn khá nhiều so với lúc chưa thức tỉnh. Vì thế mà chiêu thức này khá dễ bị hụt mục tiêu. Mặc dù vậy thì trái Rumble vẫn rất được tin dùng, đặc biệt với những anh em nào chơi game trên điện thoại vì sát thương AOE mà trái Rumble gây ra là quá tốt. Nói về lượng sát thương thì có lẽ trái Magma đã thức tỉnh chính là trái ác quỷ sở hữu lượng sát thương dồn khủng nhất ở thời điểm hiện tại. Vì thế trái Magma rất tốt để đi farm, săn boss và đánh vua biển. Tuy nhiên, do đặc tính của các chiêu thức khá dễ nên trái Magma khá đuối sức trong PvP. Trái Quake là một trái ác quỷ mạnh, tuy nhiên nó vẫn không được đánh giá là trái top đầu trong game. Cơ mà raid thức tỉnh trái ác quỷ này lại thuộc dạng siêu khó và nó đã khiến rất nhiều anh em game thủ nản chí. Tên gọi ban đầu của trái Quake là Tremor, dịch ra nghĩa là sự rung chuyển. Trước khi có bản cập nhật ngày Valentine, trái Love đã từng là trái Rare. Việc tăng bậc cho trái Love cũng rất hợp lý vì sau khi được làm lại thì trái Love cũng được tiên dùng rất nhiều. Khi đang cưỡi hồng hạc của trái Love, anh em hoàn toàn có thể sử dụng các chiêu thức khác của trái ác quỷ này. Tuy nhiên anh em sẽ không thể dùng các đòn võ, kiếm hay là súng. Trái Phoenix và trái Buddha là hai trái ác quỷ hệ Beast duy nhất có trạng thái thức tỉnh ở thời điểm tôi làm video này. Chiêu X khi chiêu thức tỉnh của trái Phoenix có khả năng hồi phục nhanh hơn khi đã thức tỉnh. Dù vậy thì cũng không ảnh hưởng lớn lắm đến khả năng hồi phục của trái Phoenix. Đây vẫn là trái ác quỷ có khả năng hồi phục khỏe nhất game. Trái ác quỷ có khả năng cơ động nhất trong game là trái Portal. Nó có tới 4 chiêu thức tăng mạnh khả năng di chuyển cho người dùng. Trái thứ hai là Phoenix với 3 chiêu. Trái Portal là trái ác quỷ đầu tiên có sự thay đổi về độ hiếm khi được làm lại. Trái thứ hai là trái Love. Trái Paw là một trong số ít những trái ác quỷ chưa từng bị thay đổi từ khi nó xuất hiện trong game cho đến nay, ngoại trừ tên gọi chiêu thức của nó. Heavy Paw trước đây được gọi là Pressure Cannon, Pernook từng có tên là Bear Shock và Torture từng được gọi là Hell Repulse. Đa phần các kỹ năng đến từ trái Paw đều có tầm hoạt động rất dài. Tuy nhiên, tôi đã nói ở trên, chiêu C của trái String ngày trước mới là chiêu có tầm hoạt động lớn nhất game. Trái Paw thực chất không hề yếu như nhiều người nghĩ, chẳng qua là bộ kỹ năng của nó quá khó để có thể sử dụng hiệu quả, nên tôi hy vọng rằng sau này trái Paw sẽ được chỉnh sửa để phù hợp hơn với meta game. Trái Blizzard có tạo hình rất giống với trái Dove nhưng khác màu. Đây cũng là hai trái ác quỷ hệ Elemental mắc nhất hiện tại. Vì giá thành cao nên trái Blizzard sở hữu rất nhiều tiềm năng. Ví dụ như chiêu F của trái ác quỷ này, dù có tốc độ bay khá chậm nhưng sát thương của nó lại rất cao đấy nha. Nhiều người tin rằng với những game thủ sử dụng trái Buddha thì việc duy nhất mà họ cần làm là tải thêm một phần mềm auto click. Bởi vì trạng thái hóa Phật là quá mạnh, việc mà người dùng Buddha phải làm là spam chuột càng nhiều càng tốt. Chính vì thế mà trái Buddha bị nhiều người đánh giá là trái ác quỷ có lối chơi nhàm chán bậc nhất ở thời điểm hiện tại. Thậm chí những người dùng trái Buddha cũng chỉ cần thức tỉnh chiêu biến hình là đã đạt được 99% sức mạnh của trái ác quỷ này rồi. Như tôi đã nói ở trên, có khá nhiều boss ở vùng biển 1 và 2 sử dụng các chiêu thức của những trái ác quỷ khi chưa được làm lại. Trong đó có Vegeta, con boss này dùng trái Gravity phiên bản cũ. Tôi đã khá ngạc nhiên khi biết trái Dove thực chất là trái ác quỷ hệ Elemental thay vì là Natural. Trong One Piece, trái Mochi thuộc hệ Paramecia. Thực chất thì ở những phiên bản đầu, trái Dove được tính là trái Natural. Còn trái Dove là trái Mythical duy nhất có trạng thái thức tỉnh. Chính vì vậy mà nó đang là một trong những trái ác quỷ mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Một sự thật vô dụng khác liên quan đến trái Dove. Trái ác quỷ này được tạo ra bởi lập trình viên Jared Hawkins. Đây cũng là người đã tạo ra trái Control. Có lẽ, lúc tạo ra trái Dove thì Hawkins cũng không ngờ rằng bản thân đã tạo ra một trái ác quỷ bá đạo nhất Bloxfruits đâu nhờ. Trái Shadow là một trong 9 trái ác quỷ có thể gây sát thương từ chiêu F. Những trái ác quỷ khác có thể gây sát thương bằng kỹ năng F là Rumble thức tỉnh, Venom, Magma cả hai dạng, Buddha thức tỉnh, Portal, Phoenix thức tỉnh, Smoke và Blizzard. Trái Shadow là trái duy nhất có Umbra Meter. Thanh nộ này sẽ tăng vào ban đêm, nó sẽ giúp cho đòn đánh của trái Shadow mạnh hơn khá nhiều. Chiêu V của trái Shadow có khả năng khiến người khác bị mắc kẹt ở trong tầm ảnh hưởng của nó, biến trái Shadow là một trong những trái Mythical chơi vui nhất. Chiêu F của trái Venom có một cơ chế thú vị, nếu anh em càng thấp máu thì tốc độ bay của Venom sẽ càng nhanh. Venom là một trong hai trái ác quỷ có thanh nộ Fury Meter. Trái còn lại là trái Dragon, để có thể biến hình thì anh em phải làm đầy thanh nộ này.
Venom dù gắn mác là trái natural nhưng nó lại có khả năng biến hình giống như trái rubber. Nhưng khả năng biến hình của Venom lợi hại hơn nhiều so với rubber vì trạng thái biến hình của Venom là vĩnh viễn. Ở trạng thái biến hình của Venom, anh em sẽ chậm đi một chút xíu, bù lại thì sát thương nhận vào sẽ giảm và nhảy cao hơn. Nếu anh em tạo control area trên không trung thì anh em có thể đứng ở trên không trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu dùng trái control và giữ chiêu V từ 10 đến 13 giây, anh em có thể di chuyển và ra ngoài khu control area. Nhưng tôi không khuyến khích anh em dùng trick lỏ này đâu nha vì có thể bị unban từ admin đấy. Trái control và trái Buddha là hai trái duy nhất có khả năng tăng sức mạnh cho vũ khí. Ngoài ra thì trái control cũng được nhiều người đánh giá là trái vui nhộn nhất vì nó sở hữu khá nhiều những glitch bug vô tri. Sau khi được làm lại, click chuột trái của trái Spirit giờ sẽ triệu hồi hai con quái vật là con ếch và con heo. Được biết đây là hai người bạn tốt của admin Rip Indra. Trái rồng là trái có khả năng giảm sát thương lớn nhất ở thời điểm hiện tại khi trong trạng thái biến hình. Thử tưởng tượng mà xem, trái rồng mà còn thêm Shark V4 nữa thì nó lại thành bất tử. Như anh em đã biết thì trạng thái biến hình của trái Dragon có thể đổi màu. Và nhiều người tin rằng màu đen chính là màu hiếm nhất của trái Dragon. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Màu hiếm nhất chính là màu hồng. Và trên thế giới, chỉ có một người duy nhất sở hữu màu này chính là admin Rip Indra. Trong khi đang ở trạng thái biến hình của trái Leopard, anh em sẽ nhận được một lượng tốc độ di chuyển tăng thêm. Và lượng tốc độ này có thể stack với tốc độ tư vật phẩm Pilot Helmet cũng như là Rapid V3. Khi đấy anh em có thể đạt được tốc độ của trái ánh sáng khi bay. Kỹ năng Spiraling Kick của trái báo đốm sẽ reset kỹ năng Air Jump của anh em. Khi anh em sử dụng hết stack của Air Jump, sau đó sử dụng kỹ năng Spiraling Kick thì anh em sẽ được hồi lại stack của Air Jump, đồng nghĩa với việc anh em sẽ được nhảy cao hơn. Khi anh em sử dụng chiêu thức biến hình của trái báo đốm, sẽ có bóng ma của một con báo hiện lên mờ ảo trong vài mili giây. Phải để ý kỹ anh em mới thấy được nha. Khi sử dụng chiêu C của trái báo đốm trong trạng thái biến hình, anh em sẽ thấy cơ thể bị thiêu đốt, tuy nhiên đây chỉ là hiệu ứng hình ảnh của kỹ năng mà thôi, chứ không hề gây thiệt hại gì cho anh em cũng như đối thủ. Trái báo đang là trái ác quỷ bị ghét nhiều nhất trong Blox Fruits bởi khả năng spam chiêu vô cùng khó chịu. Và một ngày đẹp trời nếu trong cửa hàng có bán trái báo đốm thì tôi khuyên anh em không nên vào game, vì lúc đó server sẽ toàn báo đổi báo đốm mà thôi. Ok, ở trên là toàn bộ những sự thật vô dụng về tất cả trái ác quỷ mà tôi lượm nhặt được. Tôi biết là những sự thật trên chẳng giúp ích được gì cho anh em trong quá trình chơi Blox Fruits, nên sau cùng thì vẫn là xem cho vui thôi anh em nha. Anh em có còn những thông tin vô dụng nào khác về Blox Fruits không? Hãy để lại phía bên dưới phần bình luận cho tôi biết với. Giờ thì chuyên mục trả lời bình luận đã quay trở lại rồi đây. Bạn bảo nè, nói video của Mi Game ngày càng nhạt, thực chất là Mi Game vẫn như thế. Chẳng qua là do anh em Mi Fan mỗi ngày một trưởng thành mà thôi, nên hãy giúp Mi Game lớn mạnh bằng cách ấn đăng ký cho tôi lên 2 triệu sub để tôi trưởng thành hơn nha. Bạn Ngô Hiếu hỏi Mi Game là trai hay gái. Tôi đa giới tính lắm anh em ơi, lúc thì trai lúc thì gái. Thời buổi này giới tính phải linh hoạt thì mới vui được. Bạn Thắng Vũ nói mùa đông không có người yêu nhưng vẫn có Mi Game sưởi ấm. Cơ mà giờ vẫn đang mùa hè mà. Bạn Roxy Enter nói muốn xem Mi Game cả ngày luôn nhưng mà vẫn phải dạy vận động tí. Cảm ơn tình cảm của bạn dành cho Mi Game nhá. Cơ mà Mi Game cũng đâu lên video nhiều đến mức để bạn phải xem cả ngày đâu. Thế nên hãy ra ngoài làm một điều gì đó ý nghĩa rồi quay lại chia sẻ cho Mi Game và anh em Mi Fan cũng biết nha. Bạn Khoa Hoàng không gửi lời đến Mi Game mà gửi lời cho một bạn tên Hiếu. Anh em nào tên Hiếu thì vào đáp lại lời tỏ tình của Khoa Hoàng đi nhá. Bạn Amiazin hỏi Mi Game có thể ăn bún bò 1 năm liên tục được không? Nếu đúng quán ruột thì tôi ăn 10 năm còn được. Mi Game là tín đồ của bún bò đấy. Bạn Hoàng hỏi tôi bao nhiêu tuổi và ở đâu? Mi Game 4 tuổi rồi nha anh em, tôi đang ở server trái đất. Lúc tôi lên video này thì có lẽ Hoàng cũng đã khỏi bệnh rồi. Nên chúc bạn may mắn nhiều hơn trong thời gian sắp tới nha. Hôm nay đến đây thôi, đừng quên khung giờ 18 giờ các ngày thứ 2 từ 6 hàng tuần để đón chờ những nội dung khác đến từ Mi Game. Giờ thì cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.